Tết đến gần, người dân cần thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 lây lan. Mùa lễ Tết cận kề là thời điểm nhộn nhịp với nhiều hoạt động nhất trong năm và cũng là dịp đông đảo người dân đi sắm Tết tại các trung tâm thương mại, siêu thị, hay tổ chức gặp mặt tất niên và đón Tết tại các nhà hàng. Để hạn chế thấp nhất nguy cơ dịch bệnh lây lan trong cộng đồng, mới đây Bộ Y tế đã ban hành quyết định 5.619/QĐ-BIT hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại trung tâm thương mại, chợ, siêu thị, nhà hàng, khử khuẩn, đo thân nhiệt của khách trước khi vào trung tâm thương mại, siêu thị, không đến khu dịch vụ nếu mệt mỏi, sốt, ho, đau rát họng, khó thở. Theo Bộ Y tế, người lao động, người bán hàng, khách hàng khi đến khu dịch vụ tại trung tâm thương mại, chợ, siêu thị cần lưu ý, không đến khu dịch vụ nếu có một trong các biểu hiện như mệt mỏi, sốt, ho, đau rát họng, khó thở hoặc đang trong thời gian cách ly tại nhà. Luôn thực hiện thông điệp 5K, trong đó lưu ý đeo khẩu trang đúng cách và thải bỏ khẩu trang sau khi sử dụng vào thùng rác đúng nơi quy định, hạn chế tiếp xúc với người khác, thường xuyên rửa tay với xà phòng và nước sạch hoặc sát khuẩn bằng dung dịch sát khuẩn. Thông báo ngay cho cán bộ phụ trách phòng chống dịch tại khu dịch vụ nếu phát hiện bản thân hoặc người lao động làm việc, người bán hàng, khách hàng có một trong các biểu hiện như mệt mỏi, khó thở, sốt, đảm bảo an toàn phòng chống dịch trong suốt thời gian di chuyển từ nơi ở đến khu dịch vụ và ngược lại. Người lao động làm việc, người bán hàng phải được tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19, ký cam kết thực hiện công tác về phòng chống dịch bệnh COVID-19, thường xuyên tự đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh một tuần trên lần, vệ sinh môi trường, khử khuẩn tại các khu cung cấp dịch vụ cho khách hàng. Đối với nền nhà, tường, các đồ vật trong phòng, gian bán hàng, khu vui chơi của trẻ em, nhà hàng ăn uống, quầy kinh doanh thức ăn ngay, khu vệ sinh chung, khử khuẩn ít nhất 2 lần trên một ca làm việc hoặc một ngày. Đối với nhà hàng tiến hành khử khuẩn mặt bàn ăn, ghế ngồi ngay sau khi mỗi lượt khách rời đi. Đối với vị trí có tiếp xúc thường xuyên như tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, tay vịn lan can, bảng điều khiển thang máy, cabin thang máy, giỏ hàng, xe đẩy hàng, khử khuẩn ít nhất 4 lần trên ngày. Tăng cường thông khí tại các phòng và các khu vực của khu dịch vụ bằng cách mở cửa ra vào và cửa sổ, sử dụng quạt, hạn chế sử dụng điều hòa. Mỗi chúng ta hãy nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng bệnh dù đi đến bất cứ đâu, tuân thủ 5K. Clip hướng dẫn phòng chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại trung tâm thương mại, chợ, siêu thị, nhà hàng là cẩm nang giúp cộng đồng dễ dàng ghi nhớ các cách phòng bệnh đơn giản và hiệu quả khi đến nơi công cộng, từ đó đảm bảo sức khỏe cho chính bản thân và những người xung quanh. Đừng quên chia sẻ thông tin này đến những người xung quanh để đảm bảo mùa lễ Tết thật an toàn. Bộ Y tế mong rằng hoạt động này sẽ giúp mọi người dễ dàng nắm được những nguyên tắc để chủ động phòng bệnh khi đến nơi công cộng, từ đó nghiêm túc tuân thủ và chia sẻ cho những người xung quanh để đảm bảo một cái Tết bình an đến với tất cả chúng ta. Thái Bình, các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.